Đây là một con gà mà mình vừa mới hấp muối xong. Nhìn rất là hấp dẫn. Các bạn biết không, làm theo cách này ăn rất là ngon, thơm và lại ngọt nữa. Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Bữa nay mình sẽ làm món gà hấp muối. Ở đây mình có là một con gà, dầu mè, muối, gừng, sắt lát, hành lá. Bây giờ mình sẽ mang gà đi rửa nhé. Rửa gà ấy thì mình thường hay rửa nước rượu nhé các bạn. Đây là rượu rượu nấu ăn nha các bạn, cooking wine ấy. Các bạn dùng rượu rửa ấy, thì nó đỡ hôi mùi gà. Các bạn nhớ là không nên rửa bằng giấm nha, vì mình rửa bằng giấm là gà nó sẽ bị mục, nó không có giống như là cá. Cá thì các bạn có thể rửa bằng giấm nhưng mà gà thì không nên. Và các bạn hạn chế khi rửa gà, các bạn đừng có để cho nó văng ra xung quanh, bởi vì gà là nó rất là nhiều vi khuẩn. Bây giờ xong rượu rồi thì mình sẽ rửa đến muối. Gà đã được rửa xong rồi nha các bạn. Con gà này nặng 1,35 kg, tức là 3 pounds nhé các bạn. Ở đây mình có là một muỗng cà phê dầu mè và 2 muỗng cà phê gạt muối. Mình sẽ sát muối vào đây nha các bạn. Cho luôn cả vào trong bụng nó nhé. Xong rồi, bây giờ mình sẽ thoa cái dầu mè này lên nhé. Mình hấp ấy thì nó không bị mất nước. Gà nó sẽ rất là ngọt. Rồi, xong rồi thì mình sẽ cho gừng vào đây. Ở đây mình có là 4 lát gừng bự nha các bạn. Các bạn sắt mỏng, sau đó các bạn đập dập nó ra, nhét nó vô bụng đây. Hành lá cũng vậy nữa, mình sẽ nhét vô bụng gà. Mình sẽ để đây nghỉ 15 phút cho nó thấm gia vị, sau đó mình mới mang đi hấp nha các bạn.
nước đã sôi, mình cho gà vô nhé. Các bạn sẽ hấp cho mình khoảng 30 phút. Sau 30 phút thì mình sẽ tắt bếp và để đó 20 phút nha. Trong thời gian chờ đợi gà chín thì mình sẽ làm sốt để chấm gà nhé các bạn. Ở đây mình có là 2 muỗng cà phê gạt gừng, 2 muỗng cà phê gạt hành lá, 1/2 muỗng cà phê gạt muối, 1/2 muỗng cà phê dầu mè, tức là dầu vừng nha các bạn. Và đây là dầu ăn. Muối mình sẽ đổ chung nó vô đây. Và dầu mè mình cũng đổ luôn vô nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ mở bếp để làm nóng dầu nhé các bạn. Dầu mà cho vô đây nhất định là phải thật nóng nhé các bạn. Các bạn cho vô đây cho mình khoảng 5 muỗng cà phê dầu nha các bạn. Dầu đã rất là nóng rồi nha các bạn. Mình sẽ tắt bếp. Các bạn, mình đã đổi nó sang cái tô này là bởi vì sợ cái thủy tinh nó nóng quá thì nó sẽ bị bể nha. Các bạn thấy không, dầu rất là nóng, khi mà mình đổ vô là nó xèo một cái giống vậy đó. Đó, rồi xong rồi các bạn. Nào muốn bỏ tiêu thì mình bỏ tiêu nhé. Cái này mình có thể chấm mấy lại nước mắm hoặc là với cái sốt này, nhưng mà cái này là món của người Quảng Đông, tức là người Hồng Kông, cho nên là họ sẽ chấm bằng cái nước sốt này. Còn nếu bạn nào thấy thích thì có thể dùng nước mắm nha. Sau khi được 8 phút thì mình sẽ giảm lửa xuống khoảng 2 nấc nha các bạn. Tức có nghĩa là giữa trung bình và lớn. Đây, mình giảm xuống cái nút này đây. Các bạn nhìn thấy không? Gà hấp đã được 30 phút, bây giờ mình sẽ tắt bếp nha các bạn. Sau khi tắt bếp thì các bạn cứ đậy nắp và để như thế này cho mình thêm 20 phút nữa nha. Gà đã chín rồi đây các bạn ơi. Mình sẽ lấy gà ra nha. Wow, ngon quá luôn. Gà hấp muối đã xong. Nhìn rất là ngon luôn nha các bạn. Đây là một con gà chạy bộ, tức là gà thả vườn đấy các bạn. Mình mua gà đó thì ăn nó sẽ ngon hơn nha các bạn. Còn đây là muối gừng. Các bạn nhìn thấy có hấp dẫn không? Nếu mà thấy thích thì hãy vào bếp làm theo công thức của mình nha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn các bạn ở những video kế tiếp. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký ủng hộ mình nha. Nhớ like, share, comment và subscribe. Và nhớ nhấn vào cái chuông nho nhỏ ở dưới phía tay phải.
để nhận những video mới ra của mình nha.